Xin cảm ơn Asus đã tài trợ chuyến đi Computex 2023 này. Ok, thì bây giờ là mình đang đứng trước ở Hacom và đợi chuyến xe taxi có thể đến với cổng sân bay. Và đợi một chút nhé, rồi chúng ta cùng lên sân bay luôn. Ok anh em ơi, hiện tại thì đang vừa mới đến sân bay gọi là Nội Bài rồi. Và Asus thì vừa mới lấy hộ chiếu của hai chúng mình. Và bây giờ thì hãy đợi một chút, đăng ký và lên máy bay nhá. Ok, let's go. Và đó là quá trình mà chúng mình đi bay. Và chúng mình chỉ có đúng một lời nhận xét thôi. Đi Hà Nội luôn. Không khác gì Hà Nội anh em ơi. Trong này thì cũng mát như xe buýt ở Hà Nội luôn. Nhưng mà tất nhiên, những giây phút tiếp theo của chúng mình là những giây phút rất mệt mỏi. Bởi vì chúng mình phải ngồi hàng giờ để đợi có thể xuất nhập cảnh vào đất nước Đài Loan. Chúng mình còn dành đến nỗi review được cả nhà vệ sinh nữa. Cũng có lúc tưởng chừng như là mất sư cái vali rồi, nhưng mà may quá tìm lại được. Và sau khoảng tầm 1-2 giờ gì đó mình không nhớ lắm, thì chúng mình đã được phép lên xe. Ui, nhìn trông đã. Nhìn trông cái vali hạ, nhìn trông cái xe buýt hay nhỉ. Ở đây hát karaoke không nhỉ? Đấy, cầm lấy đây có hát karaoke mà. Vui ấy. Tuyết tiếc là chúng mình không thể về khách sạn để nhận phòng, thay đổi quần áo và tắm táp. Bởi vì đã quá muộn, chúng mình sẽ đến trực tiếp với cả Asus Gala Dinner. Nhưng chuyến đi xe này cũng là một chuyến đi để mình có thể nhìn thấy được cái vẻ đẹp của Đài Loan. Sau chuyến xe cứ tưởng là chúng mình được ăn luôn rồi, thế mà lại có chuyện xảy ra. Ok, hiện tại chúng mình đang ở dưới tòa nhà anh à, dưới tòa nhà của Gala Diner của Asus. Thì lý do tại sao mà chúng mình lại ở dưới này, bởi vì đơn giản là Asus đưa chúng mình đến sớm quá. Thế là chúng mình phải xuống ở đây tham quan đất nước. Mình đến không sớm quá mà không muộn quá. Nó bị dở chừng, nó rất dở dương. Thế là thành ra là phải xuống đây chơi cho vui chứ không chỉ đấy buồn lắm các bạn ạ. Đấy, thế là... Đúng, chung cư ở đâu thì có. Đây, ra đây xem có xe Suzuki, Mazda hay gì không để còn lại. Ok. Kiểu cái là nó theo cái kiểu nó vẫn có những cái vẻ nét riêng của nó, nhưng mà nó vẫn có cái điểm chung là nó vẫn là một cái thành phố sầm uất. Đấy, cái em thấy cái điểm giống nhất ở Việt, với so với Việt Nam Hà Nội ấy. Nó sầm uất nhưng mà cái design nó khác mấy cái nhà của kia. Rồi đi chụp tí ảnh anh em ạ, và gọi là trải nghiệm được qua cái thành phố. Đây là mình ở đâu anh nhỉ? Cái gì đấy, Đài Bắc đúng không? Trung tâm à, thành phố, trung tâm Đài Bắc. Rất là đẹp, và bây giờ sẽ quay trở lại với cả Gala Dinner của Asus. Partnership. I can work with all the partner and also media here. Thì em xin dịch lại đôi lời của ông Jason.
Thì hiện tại là Jason đã phụ trách thị trường Việt Nam được hơn 6 năm rồi. Thì những cái năm vừa qua thì rất là cảm ơn các anh chị đã cùng với lại các bạn nhân viên Jesus đã cùng đồng hành với tụi em để có những cái bước gọi là tăng trưởng vượt bậc như bây giờ. Cũng như là Jason nói là cậu cũng cảm thấy rất là vui khi mà trong những 6 năm vừa qua được làm việc với các bạn và có thêm được nhiều những cái gọi là kết nối mới, những người bạn mới. Thì giống như là mọi người có thể biết cái Facebook của Jason thì Jason đã có giống như rất là gọi là hàng trăm người bạn mới khi mà làm tại thị trường Việt Nam rồi. Okay, and the last one is I want to tell you one mandatory word you must learn. Okay, in Vietnam, when we cheers, we usually say "mo hai ba yo," right? But in Taiwan, you need to learn "gan bei," "gan bei." Okay, so later you can try "mo hai ba yo" or "gan bei" is fine. Okay. Bong hai ba gan bei also okay. Okay, so yeah, so then I hope you okay, just enjoy the nice dinner and also enjoy the trip in Taipei. Thank you. Cái đây là kim chi hay cái gì đây đúng không? Golden kim chi. Nghe gắt đấy. Ui giời. Đây là tô mà, đấy, trông rất thơm ngon. Chân heo nướng này, nướng tiêu. Đây là cá, đây là bắp cải, gà hầm cả con, hầm thuốc bắc. Lúc đây là cái bánh gì? Măn thâu à? Thế ngoài bánh bao à? Đây là kim sa đúng không? Và bên trong nó là nhân gì nhỉ? Trứng à? Uầy, đây là úi rồi ôi, đẹp ngon luôn. Nhìn trông như quảng cáo nha. Đấy, mỏng đấy. Mỏng mắt. Mỏng. Ngon, 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 ngon. Cái trứng ngon rồi đấy. Ngon. Tốt rồi luôn em ạ. Đã đang chụp cái thumbnail rồi. Ok. Về Philip. Bởi vì là anh dùng trang trước. Không. Thế á? Em iPhone không bị không? Đây, vừa chụp xong cái thumbnail rồi các bạn, bây giờ dọn đồ ấy. Dọn đồ về. Đủ người cho xe luôn. xuống. One hour later. Cuối cùng thì cũng đến rồi. Đây là khách sạn gì em quên sửa tên. Gidea. Ở khách sạn Gidea anh em ạ. Và bây giờ đã là 10 giờ bên này rồi. Trời đất. Đấy. Và hiện tại thì công việc của chúng mình sẽ bao gồm đó chính là về phòng này, nhận phòng này và edit cái video này để cho thành một cái video và đăng vào buổi đêm mình nhỉ. Chứ giờ này bảo edit 15 phút xong cái video cả ngày này thì khó. Sao mà nổi. Gaming. Yeah. Ta xem có i mấy à. Máy tính ở đây, máy tính Asus luôn em nha. Máy i7 6700. Gạt rết này, không đùa. Máy Asus luôn. Đi rồi, đi rồi. Nhưng máy tính i7 6700 nhưng mà dùng tiếng Nghĩa Hảo La anh ạ, em chịu. Em không biết, em không phải bấm đế, đế đá mà. Em không bấm nó đế đá mà. Nào, bắt đầu à, bắt đầu. Khi đến một nơi mới chúng ta cần gõ cửa vào. Ok luôn rồi. Rồi. Wow, phòng đẹp dữ dội vậy, trời đất ơi. Đây thì phòng nó sẽ bước vào phát sẽ có một cái vệ sinh khá là xịn sò con bò. Và bên phải này thì sẽ là khu vực mà để... Ui, có tủ chống ẩm này. À đúng, đây tủ lạnh hay tủ chống ẩm? Tủ lạnh và một cái két nhỏ cũng có cả một khu vực đây. Và chỗ này sẽ có nước nôi sôi chè này. Đấy, có thể đun nước thoải mái. Khu vực bên này thì sẽ là gọi là... Gì anh nhỉ? Entertainment này. Khu vực giải trí sẽ có một cái màn hình thắt thung một chiếc bàn để chúng mình edit và hiện tại mình đang có để ở đây một cái đống đồ thì nữa mình sẽ unbox cho các bạn xem sau. Và đằng sau này thì sẽ là khu vực để nhìn ra cái căn góc nhưng mà nó cũng chả hóc mấy. Chúng mình thì sẽ được một cái phòng Asus gửi một cái phòng gọi là hai giường đơn, thế là cũng quý rồi, đỡ phải nằm một gần nhau. Đấy, chứ bây giờ nằm giường đơn nó hơi buồn cười tí. Bây giờ hãy cùng xem chúng mình đem những gì cho Computex này nhá.
Computex này thì chúng mình đem rất nhiều đồ. Và cái ba lô này là sau khi mà bỏ gimbal có bao nhiêu cân nhỉ? Chắc là hơn khoảng cân nữa. Đợt này là... Đợt này chuẩn chưa anh? Cả đâu chưa? Chai chuẩn rồi. Ngửa lên đây. Đây, đồ đây. Trời đất ơi. Dăm vân ba. Rất nhiều đồ luôn nha anh em. Mở lên đã thấy nặng rồi. Đằng sau này sẽ là một chiếc laptop Asus TUF. Đây, chiếc Asus TUF này. Asus TUF, chúng mình đã nâng cấp RAM lên từ 8GB đến 24GB. Tiếp theo nữa thì chúng mình sẽ còn có đó chính là một cái túi đựng một đống phụ kiện luôn. Dây dợ các kiểu đúng không anh? Dây dợ này, pin pủng này, 1000 cục pin luôn này. Và cuối cùng thì chỗ đây vốn là chỗ để gimbal, nhưng mà anh Hưng nhận thấy là gimbal nó hơi nặng, trong này thế là túi lưng hơi nặng, thế là anh Hưng đã chuyển sang bên vali. Và đằng dưới đây thì chúng ta sẽ có một chiếc máy, đó chính là chiếc G5. Chúng mình không cầm Black Magic đâu bởi vì nó nặng lắm, cầm Black Magic không mà đi đâu. Và khu vực cuối cùng thì sẽ là một cái túi để đựng những cái đồ nhỏ nhặt nhỏ vặt mang tên là audio và một cái chuột. À, để có thể edit một cách dễ dàng hơn. Mày hôm trước nhanh nhau chứ không thì edit mà bằng touchpad thì chịu ấy. Thế thì đấy là ngày hôm nay của chúng mình. Chết quên. Ôi dồi, vừa tắm xong. Đây, quên mất. Ôi dồi anh em ơi. À, không mà hoa con. Ok. Đây, áo hoa con quay trở lại rồi. Thì quên mất chưa thông báo với anh em, đó chính là cái lịch trình của chúng mình trong cái chuyến đi Computex này. Chúng mình sẽ đi là hôm nay, ngày mai, ngày kia, 4 ngày nhỉ? 4 ngày tổng cộng. Thì trong 4 ngày này, thì ngày hôm nay đã là ngày thứ nhất rồi. Và chúng mình đã hoàn thiện được công việc là nhập cảnh vào Đài Loan này, tham gia, tức là đấy, rồi tham gia vào cái gala dinner của Asus. Mình có quay một chút vlog vui vui một chút thôi, chứ cũng không có sản phẩm gì trong ngày hôm nay cả. Nhưng ngày mai mới là những ngày quan trọng nhất. Ngày mai thì mình sẽ được đến, đó chính là cái trụ sở của Asus tại Đài Loan. Một nơi mà Asus bảo rằng là rất là ít media được tham gia vào và được vào đấy để quay phim, chụp ảnh, chụp hình các thứ. Và mai chúng mình sẽ được tham quan và có khả năng sẽ quay vlog hoặc là quay những video ngắn. Thứ hai, đó chính là buổi chiều hôm đấy thì chúng mình sẽ được đi tham quan một cái gọi là siêu thị điện máy, hiểu không? Nhưng mà cái siêu thị điện máy đấy chỉ toàn đồ máy tính luôn, full máy tính luôn, như kiểu anh em vào Hacom nhưng mà nó to gấp 100 lần ấy, và sẽ toàn đồ máy tính ABCXYZ, các màn hình CPU, mainboard, các thứ các kiểu. Và buổi tối thì chúng mình được Asus mời đi ăn dim sum, rất là vui đúng không? Đến hôm đấy là sẽ là một hôm mà chúng mình sẽ dành rất nhiều thời gian cho Asus và những cái gọi là vẻ đẹp văn hóa và chất lượng của công nghệ Đài Loan. Còn đến ngày thứ ba là ngày quan trọng nhất, đó chính là Computex, thì chúng mình sẽ tham gia và đưa tin cho anh em về những sản phẩm hot nhất, mới nhất, xịn nhất tại Computex. Những gì độc nhất, lạ nhất thì chúng mình sẽ đều đưa tin hết. Và mong rằng anh có thể gọi là xem những video và chờ những video tiếp theo của chúng mình nhé. Hy vọng rằng chúng mình có thể làm được khoảng tầm 20, nhưng mà 20 có vẻ hơi nhiều. Chúng mình sẽ cố gắng làm được nhiều nhất có thể cho anh em nhé. Rồi, thì cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng gặp lại anh em tại những video sau nhé.